mọi người, đây là bông trang lá trung. Bông trang đỏ lá trung, hàng đã về rồi nha mọi người. Ai có nhu cầu mua thì hãy comment bên dưới, mình sẽ liên hệ lại để giao hàng tận nơi cho mọi người. Cũng như là ai cần mua số lượng nhiều thì liên hệ nhà vườn. Trang đỏ lá trung màu đỏ. Bên đây là màu vàng nè mọi người. Cái này là trang lá trung là khác nữa. Trang đỏ lá trung hàng bên đây nè mọi người. Nhìn nó giống bông tú cầu. Đây có màu vàng nè mọi người. Màu vàng này của trang lá nhỏ. Có cây màu vàng nữa. Nó giống giống trang sen nhưng mà không phải trang sen. Sen thì nó nhọn hơn, còn này thì nó tà nè. Rồi khi nó trổ lên hoa. Nó có nhiều loại lắm mọi người. Cái này là trang lá trung nha mọi người, chứ không phải là trang sen. Đây, cái cây trang sen kế bên đây, nó khác nhau. Trang sen thì nó, cái bông nó, lá nó bầu, nó dài hơn. Cái này nó bầu bầu, lá nó trung. Còn cái trang thái lá nhỏ bình thường nè. Ba loại nó nằm sát bên nhau, nó khác nhau nè mọi người. Trang sen nè, thì trang lá trung nè. Thì trang lá nhỏ. Đây. Trang lá trung nè. Phía bên đây màu vàng và màu đỏ. Ủa màu vàng có con cây. Nhưng màu vàng đây có con cây. Màu đỏ. Bên đây màu đỏ. Và phía trong đó nè.